chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, hợp vía thần tài, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ào về như thác lũ, đổi đời lên một tầm cao mới, giang danh cả một vùng. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi thân mến, Kỷ Mùi cần nhớ không, có lòng hại người thì phải có cái tâm phòng người. Bản thân mình không phải là Lý Thông, nhưng đừng để mình thành thạch sanh trong mắt người khác. Lựa chọn sống thắng, không tiểu nhân cũng chẳng mưu kế là một lựa chọn thanh cao và trong sạch. Nhưng lựa chọn quá thoáng, tính cả nể, dễ tin tưởng để khiến người khác lợi dụng công sức của bản thân thì chỉ có thể dùng hai từ ngu muội để hình dung. Người đáng thương luôn có chỗ đáng trách. Tiền nhân sư cho biết, mỗi một người sinh ra đều đã được an bài trong số mệnh gọi là tiên thiên. Nhưng không chỉ có thuận một con đường, cũng không phải là không thể thay đổi. Dẫu con người thông qua những nỗ lực hậu thiên của mình có thể cải biến vững mạnh ở một mức độ nào đó, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu đã nỗ lực một cách mù quáng thì chẳng thể thay đổi được điều lớn lao. Vậy nên chỉ có thể tận nhân sự tính thiên mệnh, dốc hết sức mình, nhưng dân theo thiên mệnh ắt phải thuận theo thiên đạo mà hành nghĩa, là căn cứ vào những việc làm trong kiếp trước mà phân thiện ác và đức nghiệp lớn nhỏ, đối ứng thiện hữu thiện, báo ác hữu ác báo, những biểu hiện về vững mạnh, phúc và họa, hung và cát, thọ và yếu, hết thảy đều là kết quả của nhân quả báo ứng. Do vậy tuân theo phép tắc quy luật của vũ trụ, trọng đức hướng thiện, sửa đổi lỗi lầm, tránh làm việc xấu là có thể cải mệnh mà thôi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, theo luận giải mới nhất từ bậc thầy Tử Vi hàng đầu phương Đông, tuổi Kỷ Mùi là số ít con giáp nhờ đức năng thắng số, hậu vận cực may cực đỏ khó ai sánh bằng. Và trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi lưu ý được điều này thì cũng là thời điểm cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định, có nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý, tiền tỷ gửi ngân hàng. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Trời sinh người tuổi Kỷ Mùi có tính phóng khoáng, thích tự do, rất thích hợp với những công việc hay thay đổi, hay vận động. Con giáp này nghiêm túc và chuyên tâm, thêm vào sự thông minh, lanh lợi, nên làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình, đạt được kết quả đáng mơ ước. Nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mình mà họ sẽ được quý nhân yêu mến, giúp đỡ, từ đó đại phú đại quý, tiền bạc hưởng thụ cả đời không hết. Kỷ Mùi thích hợp là con giáp làm ăn xa, chỉ cần đi xa tới những thành phố lớn là họ sẽ có cực kỳ nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, trở thành một nhân vật xuất sắc trong xã hội. Những người tuổi Kỷ Mùi thuộc tiếp rất chăm chỉ, cần cù và luôn đem đến cho người khác cảm giác thật thà, chất phác. Con giáp này làm đến đâu chắc đến đó, thực tế không giả tạo nên lúc nào cũng được tin tưởng, giao phó những trọng trách lớn. Khi được giao việc vào tay, họ sẽ nghiêm túc tỉ mỉ thực hiện đến nơi đến chốn và đem đến một kết quả hài lòng. Bản tính chăm chỉ, không quen với sự nhàn rỗi, lãng phí thời gian, họ sẵn sàng nhận thêm công việc ngoài giờ để cày quất kiếm tiền lo cho tương lai, để đời sống vật chất dư giả, sung túc. Trong suy nghĩ của Kỷ Mùi, chỉ khi bản thân bỏ công sức ra càng nhiều thì mới nhận lại được sự báo đáp càng lớn. Chính vì thế, họ cũng không muốn dựa dẫm nhờ giả ai, họ muốn tự đi trên đôi chân của chính mình. Tuy nhiên, Kỷ Mùi rất nên chú ý làm việc phải đi đôi với tận hưởng cuộc sống, giữ gìn sức khỏe. Các bạn làm việc bán sức sẽ dễ dẫn đến mệt mỏi và có ngày đổ bệnh, điều này cần hết sức tránh. Quý khán giả thân mến, sau đây là phần dự đoán tổng quan vận trình tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tổng quan tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá thái tuế trong thời điểm này, Kỷ Mùi đứng trước không ít thách thức mới mẻ, đòi hỏi bản mệnh phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Về mặt công việc, nửa đầu tháng 9 âm lịch này khởi đầu không mấy suôn sẻ, khi bạn có thể gặp nhiều trục trặc trong việc phối hợp cùng đồng nghiệp và đối tác. Những dự án mới được triển khai trong thời điểm này cũng có nguy cơ gặp phải trở ngại lớn. Do đó, thái độ thận trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết là yếu tố quan trọng để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này.
Kỷ Mùi cần nỗ lực hết mình không chỉ để giải quyết các rắc rối trước mắt mà còn để chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn hơn. Khi đưa ra quyết định, hãy chú ý đến tính toán kỹ lưỡng và luôn nhớ đến mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra từ đầu để không lạc lối. Tình hình tài chính trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này cũng không mấy khả quan, có dấu hiệu bấp bênh. Bản mệnh làm việc chăm chỉ nhưng có thể chưa nhận được kết quả tương xứng, đặc biệt với những ai còn đang thiếu tinh thần cố gắng, nguy cơ thua lỗ sẽ càng cao hơn. Đầu tư trong thời điểm này nên được thực hiện ở quy mô nhỏ với sự thận trọng trong từng bước đi. Đối với những người đang có ý định khởi nghiệp, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng. Nếu có thể, hãy trì hoãn các kế hoạch lớn để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo và cẩn thận hơn. Sức khỏe của Kỷ Mùi cũng là một điểm đáng lưu ý trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này. Áp lực từ công việc và cuộc sống có thể gây ra những triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi. Để duy trì thể chất tốt, bản mệnh nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh và thăm khám sức khỏe định kỳ là cần thiết để tránh những vấn đề không mong muốn về sức khỏe. Về phương diện tình cảm, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này sẽ mang đến một không khí trầm lắng. Những lo âu không rõ ràng có thể làm Kỷ Mùi cảm thấy bất an. Chuyện tình cảm với các cặp đôi, những mâu thuẫn nhỏ có thể xuất phát từ sự bất đồng quan điểm, làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ. Vì vậy, cả hai cần học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, sự xuất hiện của cục diện tương phá đã gây ra không ít xáo trộn, làm đảo lộn những kế hoạch mà Kỷ Mùi đã dạch sẵn từ trước. Những dự định tưởng chừng như sẽ diễn ra thuận lợi này có thể gặp phải khó khăn, trục trặc bất ngờ vào bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải đề cao sự thận trọng và tỉnh táo, đảm bảo rằng mọi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, để giảm thiểu tối đa các sai lầm không đáng có. Không chỉ cần sự nhanh nhẹn mà còn phải kiên nhẫn đối diện với những thách thức đang dần xuất hiện trong công việc. Khó khăn thường xuất hiện nhiều nhất vào đầu thời điểm, khi mà mọi kế hoạch mới khởi động đều phải đối mặt với những trở ngại lớn. Những ai đang bắt tay vào dự án mới sẽ gặp phải sự cản trở, đôi khi là từ những yếu tố mà họ không lường trước được. Đây chính là thời điểm bạn cần phải thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh của mình, bởi không có con đường nào dẫn đến thành công mà chỉ toàn những điều dễ dàng. Mọi bước tiến đều cần sự bền bỉ và khéo léo để vượt qua chông gai. Đặc biệt, quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay cộng sự cũng được dự báo sẽ không suôn sẻ. Sự khác biệt trong quan điểm và cách làm việc giữa các bên dễ gây ra nhiều xung đột. Ai cũng có lý lẽ riêng và giữ vững lập trường của mình, dẫn đến việc khó tìm được sự đồng thuận. Tuy nhiên, khi đã tham gia hợp tác, mỗi người cần phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Nếu cả hai bên có thể hạ thấp cái tôi cá nhân và cùng hướng tới mục tiêu chung, thì sự hợp tác sẽ dần đi vào quỹ đạo và mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Nhìn chung, sẽ có những thời điểm mà Kỷ Mùi cảm thấy công việc bị đảo lộn khiến bản mệnh dễ rơi vào trạng thái hoang mang, bế tắc, cảm giác chùn bước hay muốn từ bỏ có thể xuất hiện trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng điều quan trọng là không được quên đi những điều may mắn và thuận lợi mà bản mệnh vẫn đang có. Sự kiên trì không đầu hàng trước khó khăn sẽ giúp bạn vượt qua sóng gió và đạt được những thành tựu xứng đáng này. Sự xuất hiện của Nguyệt lệnh lâm đất mộ báo hiệu một giai đoạn có phần trì trệ và chậm chạp đối với người tuổi Kỷ Mùi. Sự đình trệ này không chỉ thể hiện trong tiến độ công việc mà còn ảnh hưởng tới tâm trạng của bản mệnh. Những căng thẳng và áp lực có thể đang làm bạn cảm thấy kiệt sức, thiếu quyết tâm. Để duy trì sự kiên nhẫn và bền bỉ như ban đầu, điều này dễ sinh ra tâm lý né tránh, muốn buông xuôi và tìm cách trốn tránh những thử thách đang phải đối mặt. Tuy nhiên, càng tránh né hay thiếu chủ động, những rắc rối mà bạn đang đối mặt sẽ càng tích lũy và trở nên nghiêm trọng hơn. Những lúc áp lực như vậy chính là thời điểm bạn cần phải thể hiện sự kiên cường và mạnh mẽ, nhất là khi bạn cảm thấy mình đang lạc lối hoặc mất định hướng trong công việc và cuộc sống. Hãy hít thở sâu, giữ bình tĩnh và xem xét cẩn thận mọi khía cạnh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bằng cách này, bạn có thể đánh giá kỹ lưỡng được lợi hại và ngay cả khi những khó khăn có xuất hiện, chúng cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhờ sự chuẩn bị này, bạn có thể giảm thiểu cảm giác thất vọng hoặc chán nản, giúp tránh việc làm hỏng những kế hoạch đã đề ra,
Đôi khi để vượt qua khó khăn, việc thay đổi góc nhìn cũng mang lại lợi ích lớn. Hãy thử nhìn nhận vấn đề từ những khía cạnh khác, bạn sẽ thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn và sớm tìm ra phương án tối ưu. Bạn là người thông minh, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng khôi phục được thế chủ động và dần nắm bắt lại những cơ hội trong tầm tay. Khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy nhớ luôn xem xét kỹ lưỡng và không bao giờ quên mục tiêu cùng kế hoạch đã vạch sẵn từ ban đầu. Nếu có ai đó đưa ra cho bạn một lời khuyên hoặc gợi ý, đừng vội vàng chấp nhận ngay lập tức, hãy dành thời gian để xem xét. Phân tích thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi ý kiến đều có giá trị khi nó giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc cạnh mới mẻ hơn. Một khi bạn đã quyết định làm gì, hãy tự tin và vững tin vào sự lựa chọn của mình, tránh để tâm lý lo lắng và bất an chi phối, bởi nó chỉ gây cản trở, tạo thêm áp lực mà không mang lại lợi ích gì. Thay vì cứ mãi suy nghĩ thì tốt hơn hết, hãy bắt tay vào hành động một cách dứt khoát và tự tin. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, lời khuyên dành cho bạn là không nên khởi đầu những dự án hoặc việc làm mới, bởi cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan đều đang không thuận lợi cho sự thay đổi. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc trau dồi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những bước tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi gặp khá nhiều khó khăn và không được thuận lợi như mong muốn. Dù nguồn thu nhập chính của bạn không có dấu hiệu gia tăng, nhưng ngược lại những khoản chi tiêu lại ngày càng tăng căng dọt ngoài sự kiểm soát của bạn. Điều này có thể gây ra cảm giác căng thẳng và áp lực, nhất là khi phải đối mặt với những chi phí đột xuất không thể tránh khỏi. Bạn nên hạn chế tham gia vào các giao dịch tài chính hoặc thực hiện chuyển tiền trong giai đoạn này, vì rất có thể gặp phải những sự cố như chuyển khoản nhầm hoặc hệ thống bị trục trặc dẫn đến tiền của bạn bị giữ lại và không thể giải quyết ngay lập tức. Việc xử lý các tình huống này có thể mất nhiều thời gian và gây ra nhiều phiền phức không cần thiết. Mặc dù thời điểm này tiền bạc phải tiêu nhiều, nhưng may mắn là có những khoản bạn đã dự liệu từ trước, giúp giảm thiểu phần nào những khó khăn. Tuy vậy, bạn vẫn cần cảnh giác và không nên có tư tưởng chủ quan, bởi nguy cơ tài chính bất ổn vẫn còn hiện hữu. Cục diện tương phá trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này càng làm gia tăng áp lực, khi thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn và đối thủ của bạn có thể đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí không ngại dùng chiêu trò để lấn át bạn. Nếu không có sự đổi mới trong cách làm việc và chiến lược kinh doanh, bạn sẽ dễ dàng bị tụt lại phía sau. Trong lĩnh vực đầu tư, bạn cần hết sức cẩn trọng, một quyết định sai lầm nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn và việc sai một ly đi một dặm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm quan đới giúp bạn có thêm động lực và tham vọng trong việc kiếm tiền, nhưng cũng khiến bạn dễ bị cảm xúc chi phối trong hành động. Điều này có thể làm giảm tính quyết đoán và làm mờ đi khả năng phân tích của bạn. Bạn nên nhớ rằng, để đạt được thành công bền vững thì việc ra quyết định cần phải dựa trên lý trí và sự tính toán cẩn trọng, thay vì bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân. Hãy giữ cho mọi thứ rõ ràng và minh bạch cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Chỉ khi đó bạn mới có thể đạt được sự ổn định và phát triển lâu dài. Vào cuối thời điểm, các khoản thu chi sẽ còn gia tăng do có nhiều việc lớn phát sinh khiến bạn phải sử dụng nhiều tiền bạc hơn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tài chính suy giảm đáng kể. Để đảm bảo an toàn tài chính, bạn nên đặt nặng việc tích lũy, coi trọng từng đồng tiền nhỏ, bởi nếu chi tiêu hợp lý, bạn sẽ sớm có của ăn của để. Áp lực về tiền bạc có thể khiến tuổi Kỷ Mùi cảm thấy lo âu, mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Những vấn đề về sức khỏe này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn có thể khiến bạn phải tiêu tốn thêm nhiều tiền bạc để chữa trị. Do đó, bạn cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn để tránh những khoản chi không cần thiết. Ngoài ra khi làm việc, bạn cũng phải cẩn trọng trong việc xử lý giấy tờ văn kiện pháp lý. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng như tranh chấp, xung đột và thậm chí có thể liên quan đến kiện tụng khiến bạn phải mất tiền bạc để bảo vệ sự yên ổn của bản thân. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp phải một số vấn đề đáng lưu tâm. Áp lực tâm lý lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng của họ, dẫn đến việc xuất hiện thường xuyên những triệu chứng khó chịu như mệt mỏi, đau đầu và cảm giác căng thẳng. Những yếu tố này không chỉ gây khó khăn trong công việc mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó,
Nếu tình trạng chán nản và sa sút tinh thần kéo dài, nó có thể phát triển thành chứng trầm cảm. Một vấn đề nghiêm trọng không thể xem nhẹ, cảm giác cô đơn và thiếu sự sẻ chia có thể làm gia tăng cảm giác tuyệt vọng và khủng hoảng. Do đó, Kỷ Mùi nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh như bạn bè và gia đình. Việc chia sẻ nỗi lòng và tâm sự sẽ giúp họ cảm thấy được an ủi và dơi bớt gánh nặng trong lòng, đồng thời tạo ra những kết nối tích cực giúp cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, Kỷ Mùi cần sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Việc duy trì thói quen sinh hoạt điều độ bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc là rất quan trọng. Khám sức khỏe định kỳ cũng là một yếu tố không thể thiếu, vì điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và có biện pháp can thiệp kịp thời. Thông qua những biện pháp này, người tuổi Kỷ Mùi có thể giải quyết những rắc rối nội tâm, từ đó nâng cao không chỉ tâm trạng mà còn cả thể chất và sức đề kháng. Một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan sẽ giúp họ vượt qua những thử thách trong công việc và cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Việc chăm sóc bản thân không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là cách để họ có thể tiếp tục cống hiến và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Trong thời điểm này, dù có sự hiện diện của thái âm các tinh trong mệnh, nhưng do ảnh hưởng mạnh mẽ từ tương phá lại khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi trở nên bấp bênh và đầy dãy nỗi buồn. Tình yêu trong cuộc sống của họ thường gặp phải nhiều trắc trở, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ vì những áp lực từ nội tâm và ngoại cảnh. Đối với những người Kỷ Mùi còn độc thân, họ thường có xu hướng an phận và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Họ tạm gác lại chuyện yêu đương nhưng trong thâm tâm vẫn luôn khao khát một tình yêu chân thành và hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dù rằng các mối quan hệ hiện tại không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được một người tâm đầu ý hợp có thể cùng nhau xây dựng một tương lai vững chắc và tiến tới hôn nhân lại là một thử thách không hề dễ dàng. Mong muốn có được một mối quan hệ sâu sắc và bền vững luôn cháy bỏng trong lòng người tuổi Kỷ Mùi. Nhưng thực tế lại cho thấy rằng, việc tìm kiếm một người phù hợp có thể thấu hiểu và chia sẻ những giá trị sống chung là điều cần phải cân nhắc và nỗ lực rất nhiều. Họ cần phải mở lòng hơn, tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng cải thiện bản thân để có thể thu hút những mối quan hệ tích cực trong tương lai. Đối với các cặp vợ chồng, tình cảm thường trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là do bản mệnh có xu hướng ưu tiên cho công việc, dẫn đến việc lơ là những khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Dù công việc và sự nghiệp là điều cần thiết để xây dựng tương lai, nhưng gia đình và tình yêu cũng không thể bị xem nhẹ. Việc chưa thể tìm ra sự cân bằng giữa hai yếu tố này thường dẫn đến những cuộc cãi giả, mâu thuẫn không đáng có giữa Kỷ Mùi và bạn đời. Cảm giác thiếu thốn tình cảm và sự chú ý có thể làm gia tăng khoảng cách giữa hai người, khiến cho tình yêu dần phai nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, ảnh hưởng không chỉ đến mối quan hệ giữa vợ chồng mà còn tác động tiêu cực đến con cái. Những đứa trẻ sống trong môi trường như vậy có thể cảm thấy bất an, thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc. Do đó, việc chủ động chấm dứt tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt hiện tại là vô cùng cần thiết. Việc khôi phục lại sự hòa hợp và ấm áp trong gia đình sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân Kỷ Mùi, mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực cho các thành viên còn lại. Tiếp theo là cẩm nang dượng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Khẩu quyết: đường tài lộc nhiều thăng trầm, được nhiều mà mất cũng không hề ít. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch năm 2024 cho tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Kỷ Mùi có thể nhận được những lời khuyên giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bạn nên tiếp thu có chọn lọc, nhưng chớ nên tỏ thái độ cái gì cũng biết kẻo làm phật lòng người muốn giúp bạn. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có những đề nghị hấp dẫn nhưng cũng đầy mạo hiểm và nhiều rủi ro liên quan đến dự án mới hoặc công việc mới. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi nếu rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này,
Thái độ làm việc tận tâm và nghiêm túc sẽ mang lại danh tiếng tốt cho bạn. Một số người cũng may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên, gia tăng cơ hội thăng tiến. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thăng hoa, và không chỉ vậy, trong khoảng thời gian này, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này sẽ có một số việc mới phát sinh và đòi hỏi bạn cần tập trung để giải quyết vấn đề. Những điều này thường mang ý nghĩa lâu dài, vậy nên bạn cũng cần đầu tư nhiều thời gian hơn để có thể nhận được kết quả như ý. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này dưới tác động của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc. Bên cạnh đó, con giáp này còn cần để phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác. Kiếp tài cũng khuyên bản mệnh chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng, đặc biệt khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người, thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần này, thiên quan gây rối cho người tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích có những lời nói và hành động quá khích. Con giáp này là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, đừng biến mình thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác. Tuần này mộc khắc thổ còn khiến cho bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc người thân trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu nói, người có phước không cần vội vàng, người vô phước gấp gáp đến mấy cũng vô ích. Một người có phước hay không có thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài của người đó, đây không phải mê tín mà là một loại năng lượng. Người có phước dường như luôn có điều gì đó phù hộ, thực chất là những đặc điểm nhất định của chính họ đã mang lại phước báo. Một người có phước hay không có thể nhìn vào ba điểm là biết. Những người sở hữu ba đặc điểm sau đây khó có thể cản khi vận may đến, cuộc đời sẽ gặp nhiều phước lành và hứa hẹn mùa màng bội thu. Một là nhìn vào thái độ của họ đối với gia đình. Trên thế giới này, chúng ta chỉ là những người bình thường. Điều quan trọng nhất mà người bình thường cần làm là gì? Đó là sắp xếp cuộc sống cho tốt, chăm sóc tốt cho gia đình, có tấm lòng nhân hậu và tạo ra kết quả tốt. Để biết một người có gặp vận may hay không, trước tiên phải nhìn vào thái độ của người đó đối với gia đình mình. Người nào đối xử tốt với cha mẹ, vợ con thường được ông trời ưu ái hơn. Chúng ta có thể thấy qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình rằng những người tìm kiếm sự giàu có và cơ hội bất chấp, thậm chí sẵn sàng đánh đổi gia đình thường sẽ không có kết quả tốt đẹp. Gia đình bất hòa thì sự nghiệp khó có thể phát triển tốt. Nhớ rằng, có những điều bạn không thể giấu kín. Một người không chung thủy, không đối xử tốt với chính những người thân của mình, rồi một ngày mọi chuyện sẽ sớm bị phơi bày. Dù là ở đâu và bất cứ khi nào, chúng ta cũng cần tử tế với gia đình mình. Hãy sống ngay thẳng, làm việc thực tế, nhẫn nại với cha mẹ hơn, quan tâm đến người thân hơn, bao dung với con cái hơn. Bạn sẽ không phải lo lắng rằng trời không dành cho bạn sự ưu ái. Hai là nhìn vào thái độ của họ trước những thất bại. Thái độ của một người đối với thất bại quyết định người đó có thể đi được bao xa. Cuộc sống này 9 phần 10 là những điều không như ý muốn. Là một con người, cuộc sống không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Nhiều người khi gặp thất bại, phản ứng của họ luôn là khóc lóc một cách cay đắng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Trong khi đó, có những người khác sẵn sàng đối mặt một cách tích cực, âm thầm tu dưỡng bản thân và chờ cơ hội phản công. Trải qua nhiều thời đại, vô số tấm gương thành công đã chứng minh rằng chỉ những người kiên trì đối mặt với thất bại mới có thể đạt được chiến thắng. Những người thành công đó đã trải qua những khoảng thời gian không ai quan tâm đến họ,
phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, thử thách. Sự kiên trì là vũ khí mạnh nhất của họ. Những người tìm thấy sức mạnh từ khó khăn và không ngừng nâng cao đức tính, khả năng của mình sẽ kiên trì đến cùng, khiến con đường đời ngày càng rộng mở. Bạn tin tưởng vào điều gì, tương lai, điều đó sẽ đến với bạn. Muốn có cuộc sống tốt, cảm xúc ổn định, thái độ tốt và sự kiên trì đều không thể thiếu khi đối mặt với những thất bại. Điều chúng ta thực sự nên làm là chấp nhận thực tế, đối mặt trực tiếp với thử thách, suy ngẫm về bản thân và mở ra bước ngoặt. Hãy tạo cho mình thêm nguồn năng lượng tích cực, tin rằng bản thân có thể thành công, có thể nổi bật và vận dụng luật hấp dẫn để thu hút mọi điều tốt đẹp đến với mình. Sau đó, hãy làm việc chăm chỉ để làm những gì bạn cần và tin rằng cuộc sống cuối cùng sẽ mở ra những ngày tốt đẹp hơn. 3. Là nhìn thái độ của họ với tiền bạc. Thái độ của một người đối với tiền bạc che giấu điểm mấu chốt của con người họ, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận, phản bội lòng tin vì tiền bạc, dùng thủ đoạn lừa gạt người khác, tìm cách hãm hại người khác, cuối cùng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tiền là con dao hai lưỡi, đối với người chính trực, tiền là phương tiện cải thiện cuộc sống, sưởi ấm lòng người. Đối với kẻ tham lam, nó sẽ khiến con người ta lạc lối, sa vào vực sâu. Người giỏi giang thích của nhân phải lấy bằng cách chính đáng. Hơn ai hết họ hiểu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể làm thuyền chìm mất. Trời đất có mắt, những kẻ làm điều ác ắt sẽ bị trừng phạt. Những người chân thành đối xử với người khác ắt sẽ được đền đáp. Nếu có thể chân thành thì đừng giả dối, nếu có thể ngay thẳng thì đừng chỉ vì lợi ích. Hãy chăm chỉ cố gắng kiếm tiền, nhưng cũng luôn phải nhớ hai chữ lương thiện. Biết đâu là việc có thể và không thể làm, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng nên kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Đừng tham lam những gì không thuộc về bản thân, để rồi đẩy chính mình vào tình cảnh khó khăn hơn. Tiền phải kiếm được một cách quang minh chính đại. Con người phải sống thực tế và chăm chỉ làm việc, hài lòng với những gì mình có. Cuộc sống ắt sẽ mở ra những điều tốt đẹp cho bạn. Trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.